Ok, xin chào anh em, chào mừng anh em tập tiếp theo trong series game Lưu Bị, Hộ Giá Thiên Tử, Trùng Hưng Dần Hất. Tập trước chúng ta đã lên vương, sát nhập Lưu Biểu lên vương và nhường ngôi cho Lưu Hiệp. Sau đó thì thu phục Mã Đằng làm quần thần. Thì quan hệ của chúng ta với Đông Ngô và Ngụy và Tào Tháo vẫn đang chưa có chiến tranh. Nên chúng ta sẽ tận dụng khoảng thời gian hòa bình này để tiêu diệt nốt Mạnh Hoạch, sau đó củng cố lực lượng. Có lẽ tôi sẽ đánh Đông Ngô trước, sau đó mới Bắc phạt Tào Tháo chúng ta để cuối cùng. Đó. Thì bây giờ theo phần ngoại giao xem có gì nói. Trương Lỗ hiện tại là chư hầu của Đông Ngô, của Tào Tháo. Sĩ Nhất thì chúng ta có thể giao dịch được. Hân cao xinh yu ni jie mian. Vì nó ở khá xa, tôi cũng không có nhu cầu đánh tới đấy. Hoàng Tổ thì nói thẳng ra là mình đang muốn nuốt nó. Nhưng mà thằng này nó chịu về với chướng của mình. Nên ok. Quên bấm công nạp à? Thôi kệ, chả sao. Quên mất. Chúng ta sẽ cố gắng không bấm được, chọn cái này là không bấm được. Sơn sơn. Nhưng bọn nào quy hàng triều đình thì chúng ta sẽ chấp nhận. Nhưng mà ở phía dưới đó, còn ở phía trên chỗ thằng Tào Tháo thì chúng ta không cần phải. Trương Mạnh. Hoan yin, bạn yêu. Yǒu huà kuài shuo. Đó. Bỏ tối theo sáng. Lực của chúng ta thì vẫn thấp hơn Ngụy Quốc. Chúng ta vẫn thế lực quân sự đứng thứ 3 thôi. Nhưng mà chẳng qua là tôi chưa đẻ quân thôi. Còn đẻ quân lên thì đếch sợ thằng nào cả. Gia Cát Lượng thì vẫn sẽ là thừa tướng thôi. Ngụy Diên làm thái úy, tôi không thích thằng Ngụy Diên làm thái úy. Bảo vệ hoàng cung thì cho Triệu Vân. Tông chính hoàng thất. Cái này phải đợi tuần sau đi để nó ổn định. Để tin sau để nó ổn định thì mới sắp xếp nó mới dễ. Bây giờ Lưu Hiệp là có thể lấy được vợ đúng không? Na jiu kuai dian ba. Peng you, huan yin. Zhen yi chan ming tian yi. À, Tào Tháo. Đạo zi wei zhi. Mình đang muốn đánh Đông Ngô nên mình sẽ. Zhen yu ni you shenme hao shuo de. Hảo hữu với Tào Tháo. Hơi đắt. Địch cần.
Ngụy Diên để tiếp tục lên đây. Đã, Lưu Bị xử nốt Lưu Trương. Và nếu mà Lưu Trương chịu hàng thì sao? Lưu Trương hiện tại không có thành. Nếu Hòa Bình thì đồng ý ngay. Không chịu Hòa Bình xong rồi sát nhập được. Ồ, được luôn này. Ok, chúng ta sát nhập Lưu Trương để lấy pháp chính. Chả tội gì. Huân Trương sẽ hội dự dưới thứ đồng thị. Sát nhập Lưu Trương, lấy pháp chính, hợp lý vẽ đài. Đại nhân, có hợp phân phủ. Đại nhân, xí thính tuân biện. Quá hợp lý luôn. Sán sư ở hậu xin. Yêu hợp phân phủ. Đại này thì tuần sau phá xong. Mã Đăng Hàn Toại. Chỗ này là của Trương Mãnh. Nó không đồng ý thì thôi. Kệ nó. Đây là Trương Lỗ. Trương Lỗ đang nằm Hàn Trung. Mà đang là chư hầu của Tào Tháo. Mình không thể thống nhất được nó, nhưng mình có thể ủng hộ nó làm ấy. Làm à. Mình có thể thống nhất được nó không nhỉ? Tạm thời cũng ủng hộ nó ra. Giao thương với nó. Nó có tiền thì cứ lấy tiền của nó thôi. 300. 你我已达成共识. Giành độc lập đi, xong rồi mình sẽ nuốt thằng Trương Mãnh. À, thằng Trương Lỗ. Đó, ổn định tình hình ở Thục Quốc. Sau đó chúng ta mới tiến đánh mà nó. Tiền. Thái thú chúng ta còn tận 6 slot nữa cơ. Cứ qua lượt đã. Như vậy là chúng ta gọi là đầy đủ, gần như đầy đủ tướng cho bên Thục Hán rồi đấy. Ngô Quốc sát nhập Viên Thiệu. Như vậy là Viên Thiệu chính thức là Quảng. Đông Ngô thì đã đánh nhau với Tào Tháo chưa? Chưa đánh nhau với Tào Tháo. Trận Chu Tôn với 你谈判,
还不叩谢天恩，都không muốn chúng ta chiến tranh với Tào Tháo sớm. Tôi muốn cho thằng Đông Ngô với thằng Tào Tháo đánh lẫn nhau. Rồi bây giờ chúng ta sẽ set up. À, đầu tiên phải cho Hoàng đế Lưu Hiệp lấy vợ đã. Hiện tại thì chắc cũng không thể nào lấy được ai cả bên ngoài lãnh thổ cả. Không thể lấy được bên Đông Tôn Nhân chắc không lấy được. Ngụy Quốc thì không có ai. Chân quý với thằng Tào Tháo, chân là bội cảm vinh hạnh. Hoan nghênh, nghĩa bạn. Không có. Vinh Hy thì chắc. Đàn nguyện ni wo neng khai cheng bu gong. Yo hua kuai shuo. Đây là có lẽ là sẽ lấy Quan Ngân Bình. Có mỗi Quan Ngân Bình thì phải. Quan Ngân Bình hoặc là Thái Diễm. Thái Diễm đi. Cho Nhu Mì. Thái Diễm đẹp hơn. Và bây giờ là Hoàng hậu cho kết hôn bớt đi. Ngụy Diên được không? Từ thứ. Quan Ngân Bình cho kết hôn với Pháp Chính không đồng ý. Đàn ông. Được. Đó, cho mấy cô này thì Tông Thất mới làm được. Thì này cho Thái Diễm làm. Mi phu nhân. Cái này. Nghiêm Bạch Hổ. Triệu Vân thì làm cái này hợp hơn. Thằng này nó quản lý chuồng ngựa. Từ thứ cho làm cái này. Cúng bái trời đất thì cho Lưu Biểu. Lão làng bảo vệ hoàng thành cho Quan Vũ đi. Tài khoản quốc khố. Pháp Chính. Bị riêng cho làm thái thú thôi. Tướng Mộc thì làm những cái chỗ nào công nghiệp với cả nông nghiệp. Công nghiệp và nông nghiệp này. Ba Đông. Cho thằng này làm Ba Đồng, thái thú Ba Đồng. Đấy.
Bảng thống thì cũng làm thái thú thôi. Chị Giang cũng làm thái thú, giặc cỏ. Mà sao em này lại lấy một cái thằng quý bắp thế? Chị Giang rồi. Sao lấy cái thằng quý bắp này? Ô, Lưu Tâm lấy tôn nhân này. Lưu Tâm lấy tôn nhân. Từ từ, từ từ. Từ tôi ly hôn rồi. Ly hôn rồi đã. Bây giờ tôi ly hôn với Lưu Tông. Ly hôn. Rồi. À, tôi cho Lưu Hiệp lấy tôn nhân được không? Hình như không lấy được. Hay đợi thân sau nhỉ? Chỉ sợ dính liên quan đến tông thất gì đấy. Đây, Linh Lăng cho Trịnh Giang làm thái thú Linh Lăng. Bây giờ giản ung ra làm tư không, bởi vì giản ung có cái búp trừ 2 lần xây dựng. Nó giúp cho tôi xây dựng rất là nhanh. Lưu Bị. Lưu Bị không kế vị được. Chưa có người kế vị. Đó, Lưu Bị làm thái phó hợp lý này. Pháp luật. Từ từ thái úy. Thái úy. Đấy, để dành cho quan Vũ đi. Tuần sau. Pháp luật. Hai mươi hai độ hài lòng cơ. Trừ 5% tham nhũng. Đây, ý kiến lên đi. Trừ 5% tham nhũng khá quan trọng. Rồi bây giờ đến các slot thái thú. Trường Sa, công thương nghiệp. Tướng thủy hợp lý nhất. Hoài lương. Ai làm ai tướng đánh nhau nào nhất làm được hết. Chủ yếu chúng ta lấy cái 30% trừ tham nhũng thôi. Nam quận thương và nông nghiệp, những thành như Nam quận như này rất khó setup thái thú. Đây, công nghiệp và nông nghiệp thái trung, thuộc quận là hành đô. Mỹ Phương, Vũ Lăng, công thương nghiệp, công nghiệp và nông nghiệp chúng hơn. Tướng hệ mộc, quản Ngân Bình, Lưu Giang cũng là thuần nông nghiệp thì cũng không cần. Ba quận có rồi, Kiến Ninh công nghiệp thuần, mình nên ưu tiên những cái thành nào nó có cả hai cái. Thương Ngô. Như vậy là còn bao nhiêu slot thái thú? Hai slot nữa thì cứ để đấy. Sau chiếm những cái thành nào nó hỗn hợp giữa hai tài nguyên ấy. Làm thái thú cho nó bỏ. Rồi em này đang làm hoàng tổ thì tôi nghĩ là rút mật thám về. Ổn rồi đấy.
và tiếp tục xâm chiếm. Vì thiên hạ lý mình. Đây à, bạch ngoạch thủ đấy à, là ác chiến rồi. Bảo mê loạn giấy. Định quốc an minh. Ác chiến rồi. Rồi đạo này. Đà rần yếu hờ đả soạn. Yang jing xu rui. Yang jing xu rui. Chủ công trao vụ. Đà rần chinh linh, sĩ chi đà trận. Nhị thống thiên hạ. Lưu Bị ở Hàn Sương. Rồi còn 12 ca tiền chúng ta sẽ áp nhà. Chưa nghiên cứu được cái này để đấy. Chuyển sang cái này. Cái này này, bỏ này đi. Những cái thành như này thì cái này là không cần thiết, chỉ nên xây chợ thôi. Hết tiền. Tốt. Tiền lên rất là nhiều, 29 cả tiền. Dĩ nhiên thì như là không thể tham gia được. Còn thằng Trương Mãnh. Hoan nghênh, 朋友. Không đồng ý. Còn một thằng Trương Mãnh nữa. Đó thì nhanh lên. Công Tôn Độ. Tôi đã vô cùng chờ đợi nghe tướng quân gia ngôn. Chỉ đi Viên Đàm thì kệ vào nó trên này. Trận Chư Tôn với ngươi thảm phán, hãy bất khâu xiết thiên ân. Không biết tương sau có cưới được tôn nhân không? Tôi hy vọng cưới được qua lượt. Không kết hôn được với tôn nhân mặc dù chúng ta đã ly dị. Chết tiệt. Thế thì lấy lại Thái Diễm thôi. Không kết hôn lại được nữa. Bỏ rồi mà không lấy được nhỉ. Trận với ngươi có gì hay nói, đến đây là kết thúc rồi. Chào mừng bạn. Chết tiệt. Rồi. Không thích nhau. Vệ úy cho Mã Siêu.
Mình có thể nhận con nuôi để làm người kế vị. Có lẽ là nhận là Lưu Tông. Hay nhận Lưu Tông đi. Dòng dõi thế gia. Nhận con nuôi cho Lưu Tông là người nội dõi. Đó. Có gì bất chắc thì Lưu Tông sẽ lên. Hấp cái này lên. Nhiều thứ quá. Bây giờ chúng ta phải sa thải hết những cái bọn nào mà là tướng cờ lon, đuổi hết. À, nhưng mà nếu mà mình được rồi, áp nhà tiếp à, chiếm nhà lại. Chu Kiến Xuân Minh quy quy nguyên trạng sao ya. Bắt chết mẹ nó. Quảng rồi, kích ở đây. Mình cứ nghĩ nó đi đâu. Shit. Nhưng mà nó không có tướng, mình có ba mãnh tướng. Dám đánh quân triều đình mà cái thằng mọi rợ này nó tốt thật. Chẳng phụ chứ. Sở cụ đoàn chí. Sở hạ
好准备，加快速度，鼓起勇气。不过如此，我发誓要将你斩杀。听命，加快脚步。赶紧跑！我军士兵丢盔弃甲，真懦夫也，不要留情。停住！快点啊！杀！鼓起勇气。准备就绪，时机已至。注意，注意！此乃你最后一战，速战速决。虚张声势，徒有其表。我军士卒仓皇逃命，真乃丧家之犬。准备开战，给我射击！备就绪，赶快，赶快，速速前进，顽强不屈，准备好了，尽情厮杀！挺住！准备开战，加速前进，来吧，继续，我知道你能行。知点无知前，尔等应有自知之明。射击！又是一波，敌人援兵正在接近。挺住！慢慢的来。跑起来！准备！射击！准备就绪！快快快！加快速度！向前进军！跑起来！顽强不屈，赶快，赶快！做好准备。国军士兵正在四散而逃。射击敌军。注意。听命。准备开战，挺住，动作快点，加快速度。我军士兵丢盔弃甲，真懦夫也。注意，敌方将领已死。杀！时机已至，尽情厮杀，射杀敌军。逃兵听命。注意。杀呀！准备就绪。关林呀！在。我军士兵正在冲锋而逃。时机已至。không đỡ được。蛇骨断金。准备就绪。thằng ấy bị khổ là cứ đần đần kiểu đó nhỉ?准备就绪，准备就绪，在顽强不屈。熊猫，我打来头。逃兵听命，时机已至，片甲不留。在顽强不屈，冲啊！鼓起勇气，我军士兵丢盔弃甲，真懦夫也。杀呀！挺住，做好准备。鼓起勇气，注意，准备开战，不要留情，准备就绪，顽强不屈，片甲不留。时机已至，尽情厮杀。在，蛇骨断金，进军，杀光敌军。挺住，感受大地的愤怒吧！哼，敌军士兵正在溃逃，准备开战，进攻，做好准备，
鼓起勇气，冲啊！鼓起勇气，前进，杀！注意，杀！准备好了，准备开战。准备好了，诛灭敌军，做好准备，蛇骨断金，准备开战，日击敌至，加快脚步，前进，快跑，快快快，准备开战，发射，停住，向前进军，放箭，长矛在手，准备就绪，加速前进，拿起武器，杀，杀，鼓起勇气，挺住，顽强不屈，听命，跑起来，快跑，快快快，挺住，敌军四散而逃，到底是无胆鼠辈，速速前进，注意，骑兵注意，顽强不屈，准备就绪，动作快点，加快速度，在，顽强不屈，做好准备，准备开战，准备开战，立刻放箭，鼓起勇气，不要留情，就绪，在，杀呀！听命，做好准备，准备就绪，蛇骨断金，快跑，准备开战，快大火大威。准备开战，时机已至，准备就绪，准备好了，紧张và mạnh hoạch vẫn mạnh tướng lắm. 毛兵听命，天下不留。挺住，杀光敌军。准备好了。时机已至，鼓起勇气，敌将受手，贼众溃不成军，勇士在此，在，蛇骨断金，做好准备，惩治敌军，时机已至，尽情厮杀，进攻，敌兵在此，顽强不屈，诛灭敌军，准备开战，冲啊！关羽gánh được, quan hưng vẫn còn nửa lít, vẫn còn ít tàn quân ở đây. 注意，片甲不留。tướng của nó chết hết rồi.准备好了，蛇骨断金，准备就绪，准备就绪，
气，注意，准备拔剑，剑士听命，准备开战，冲啊！准备就绪，时机已至，停住！进来的毛瓜，注意！敌军仓皇逃窜，一群懦夫！在，杀光敌军，尽情厮杀！Còn mạng nó vẫn còn người này quân à? Damn it! Các bạn là mình còn đang hành quân gấp thì phải. Không hành quân gấp thì có khi chưa chắc đã hoảng đâu. À không, mình có hành quân gấp liệu đâu. Trở thuê. À, phải đứng ở đây hồi quân một tí vậy. Fuck shit. Chó mày hoài. Lưu Bị thì cứ đứng ở đây. Chuyển hết sang cấm vệ quân. Chính quy tinh nhuệ. Cấm vệ quân này là mình bị trừ 15% nhưng mình vẫn hồi được đến 23%. Rồi, chuyển hết sang cấm vệ quân. Đạo của Lưu Bị. Quân đội của Hoàng gia. Ngựa chưa có Vũ Lâm quân. Cung thì sao? Cùng mình chuyển sang Ích Châu thần xạ thủ. Đấy. Dở rồi ấy, hắt xỉ liên tục. Anh em xem thông cảm. Xảy chợ ở đây. Đây có công nghiệp đúng không? Để xây một cái xưởng quan phủ này. Cái này ở đây là không cần thiết này, bỏ đi. Thay cái cấp 10 à? Giáng xuống. Cấp 8 thôi.
Biếu công tử. Cái tiền. Ly hôn rồi mà sao vẫn không cưới được nhỉ? Hay là do ấy nhỉ? Có huyết thống gần nhau nhỉ? Có liên quan gì đến huyết thống gì đó? Trước thì mình nó chạy là sao không cưới được? Hay là nó cưới luôn thằng nào khác rồi? Tào Tháo riết vẫn chưa dám tuyên chiến mình. Tôn Sách đang còn đánh nhau. Bạn xin ngọc lên rồi. Liên kết phong công, nhận sâu khổ nạn. Xóa mẹ địa quân. Đại nghị giáng lâm. Mô cảm bất chống. Phải chứ. Phát động nông民. Thăng sinh lý minh chi thiên hạ, phi bạo nhuệ chư hầu chi thiên hạ. Giờ hết Vũ Lâm quân. Tốc độ hồi quân của chúng ta tương đối cao. Y sáu vũ trụ. Là những đội quân siêu tinh nhuệ. Bảo mê loạn giới. Sư nhân mấy luận anh hùng, bị toàn quan mẫu威名. Thiên hạ lý minh. Hạ trí ở đất, thượng tham ở thiên. Mã siêu lên level. Đấy, thêm ngựa mã siêu mạnh. Quan Vũ này. Chuyển hết quân đội sang chính quy tinh nhuệ. Sau này đổi sang nỏ cấm với quân. Thì ra cái lượng bà cháy lắm. Này, chuyển sang Vũ Lâm quân. Con Hưng là có áo giáp rồi đúng không? Có rồi. Giờ là cho không kết hôn được với Tôn Sách nhỉ. Nên là cho nó kết hôn với thì như là đúng rồi, bởi vì lúc trước là mình Lưu Tông kết hôn với Tôn Nhân. Ly hôn thì đương nhiên là không lấy được rồi. Thế kết hôn với Lưu Mẫn được không? Kết hôn với Lưu Mẫn đi. Lưu Hiệp.
không có sách gì cho Lưu Hiệp dùng. Để cho Lưu Hiệp làm công vụ ở đây để Lưu Hiệp tăng level. Đây, thị trường phồn vinh. Cho Lưu Hiệp làm ở đây. Trương Lỗ vẫn đang dưới trướng của Ngụy Quốc. Giờ là xây nhà. Trường Sa được up lên cấp 8 này. Cái này là công thương nghiệp. Bỏ cái này đi. Bỏ cái này đi. Mạnh Hoạch còn rất nhiều thành. Mình đứng ở đây hồi quân lúc đã. Tìm xuống đây. Vướng cái thằng Mạnh Hoạch nó tít trong rừng. Qua lượt. Để cho đạo của con Hưng hồi một tí đã. Mã Đằng bị nổi loạn chiếm mất thành. Hồi quân đã. Quan Vũ đánh tiếp ở đây. Đánh tiếp ở đây. À không, đánh ở đây chứ. Cho thằng này, à thằng Binh Đông Ngô. Hội nghị quần thần. Ở đây là thuần thương nghiệp. Ở đây là mình áp thêm cái này, nó có cả công nghiệp nữa. 100 điểm công nghiệp. Hai cái này. Cái này là chuẩn rồi. Nếu thêm khu dân công nữa là đẹp. Hoặc là phủ nha.
thử xây cái này, quân sự. Xây cái trường học cũng vừa. Tầm này thế nào cho được. Xây toàn thế vụ đẩy được. Hoặc là xây doanh trại, xây mẹ doanh trại cho nó oai. Ổn định kinh tế đất thục. Thật ra thì với kinh tế này thì thoải mái với đánh bọn nó thôi. Tôi muốn kệ cho bọn nó đánh nhau xem như nào. Cho nó game nó dài dài ta một tí. Chứ bây giờ các bạn này thì bạn trẻ rách này này. Một tuổi, không đủ tuổi luôn. Mộc lộc vẫn còn cơ. Tào Tháo và Đông Ngô không dám tư chiến mình luôn. Chư hầu và đảm bảo tự trị. Cũng được. Hân cao xinh chú xa năng gô mãn yi. Bảo kê giao chỉ. Tôi cũng không muốn đánh súng sâu quá. Đánh thế nữa. Tầm lực mạnh rồi thì bọn nó cũng không dám phản đâu. Công tôn cung. Ở đây cũng phải đổi sang cấm vệ quân đi. Thằng này level 6 rồi nên hoàn toàn có thể chiêu mộ được đạo quân ngựa ở đây. Khương tộc đạt lực giả. Chuyển hết sang bọn này. Mắc mẹ. Tập trung nghiên cứu cái này để lấy cung nỏ xịn. Đấy, một nâng nữa là nghiên cứu được. Mai phục.
Để thêm một thành cấp nữa được. Sĩ nhiếp này là quay lật. Tào Tháo sợ không dám đánh mình luôn. Không được, bọn Nam Man này cứ phải diệt thì tận gốc, không nó loạn. Kinh nạp viên đàm và Ngô Quốc à? Ba thằng đánh nhau chưa? Yêu sư nị trơ sư. Về cơ bản là thân thiện của mình bọn này vẫn tăng. Mình chiếm giao chỉ xong xong rồi trao trả cho sĩ nhiếp cũng được. Cho sĩ nhiếp quản lý giao chỉ. Bài trận bù đại, uy minh diễn truyền. Xin tiến, bạn ơi. Chiếm nó đi. Quân đội ngon nghè rồi. Đánh vào đây. Toàn cấm vệ quân. Duyên đánh vào tường Kha. Quân lật. Có biết AI nó còn dám đánh nhau không nhỉ?
Viên Đàm sát nhập vào Ngô Quốc. Mạnh Hoạch chạy. Ngụy Diên level 6 rồi. Là tối hậu thư với nó thế nào, ép nó về. Nhưng mà nếu như thế thì chúng ta sẽ bị thất tín bội ước à. Được. Okay. Trên này thì trao trả cái này cho thằng Mã Đằng. Ép trường lỗ luôn. Cho nó cái thành này an định, không cần tiền của nó luôn. Ni wo zhi jian bi you hao shi fa sheng. Sĩ Nhất và Sĩ Huy đồng ý thống nhất à? Được. Nếu mấy thằng em đồng ý thống nhất thì thống nhất thôi. Giao thương với Sĩ Nhiếp. Mấy đạo linh tinh là bỏ hết đi. Xuất phát. Chuẩn xin sầu chân. Yang phan tiến dịp.
À, thuộc quận áp tiếp lên thành cấp 10. Kinh đô. Rồi, qua lượt. Chó này. Chơi mày toàn cấm vệ quân để sợ cho mày à? Tên chức cụ của con voi. Quay, 快跑，不要留情，加快速度，动作快点，跑起来，杀！加快脚步，赶快，赶快，加快速度，快跑，加速前进。这一次，定要叫你讨饶，愚蠢把戏。 到此为止了，向前进军，不要留情，速速前进，难道空？准备就绪，动作快点，跑起来，飞上毒了，慢慢死吧，快快快，快跑，加快脚步，拔出武器，向前进军。
跑起来，赶快，赶快，速速前进，准备开战，快快快，加速前进，射杀敌军。你的将领需要援助。在，蛇骨断金，顽强不屈，杀！动作快点，注意，准备好了，注意，加快速度。就绪，听我命令，尽情厮杀。在，感受大地的愤怒吧。顽强不屈。准备就绪。准备开战。顽强不屈，注意，准备开战，向前进军，竟敢再来，敌不可及，我看你神气涣散，不堪一击，感受大地的愤怒吧，活着才能取胜，必须要让我方将领撤退，停住，做好准备，哇，时机已至，准备开战，有龙马天眼，冲啊！跑起来，毛兵注意，挺住，注意，感受大地的愤怒吧，准备就绪，准备就绪，真是可怜，你的技艺以我所见尚不及孩童，敌方士兵正在溃逃，哎，sao chữ khí thấp ấy nhỉ? Toàn cấm vệ quân mà, chứ đi đã chạy rồi. Quán tráng bù chú, sa ya, vũ khí, dũng khí, thiên mệnh, thiên trụ, gia tốc tiến trình, động tác nhanh điện, chuẩn bị,射击。准备就绪，时机已至。你死定了！多言无益，快住口！准备就绪，速速前进！快逃！哼，敌军士兵正在溃逃，做好准备。在，准备好了。听命，准备开战。注意，感受大地的愤怒吧。顽强不屈。前天卫军，鼓起勇气，快跑。挺住。准备就绪。我方战士正在溃逃，时机已至，毛兵听命，鼓起勇气，注意，放箭，准备开战，立刻放箭，敌方将领已死，红箭的立刻杀吧，就这点本事，再快，慢慢死吧！立刻发射，举起长矛。ôi bọn phi tiêu này cũng lì nhỉ. Quán tráng bù chú. Quán tráng bù chú. Chuẩn bị khai trận. Mình không có kỵ binh. 我方士兵仓皇逃命。听命。
做好准备。đừng có đùa với cấm vệ quân của tao. 鼓起勇气。mấy thằng mọi nam man chúng mày. 杀光敌军。Trời, hai đứa này liên thủ không giết được thằng này. 刀不再快，慢慢死吧。剑甲不留。时机已至。赶快，赶快！挺住，离胜利又近了一步。顽强不屈，感受大地的愤怒吧，勇士在此。准备就绪。Thanh Long Quân ở đây. 进攻。Mà chém bọn này lâu đấy. 在。挺住。准备开战，时机已至，胜利近在咫尺。准备好了，准备就绪。注意，诛灭敌军，你只会一败再败吧？啊！你刚才说了什么？幸承皇恩，奋勇杀敌。离胜利又近了一步，做好准备，加快速度，准备开战。哼，敌将已被我军斩了，真是毫无骨气。注意。来，那个家伙。Con chó mạnh hoặc bị chém chết rồi. 顽强不屈。前天卫军。前天卫军。准备开战。杀。Fuck. Phải dùng đến cấm vệ quân là đơn vị mạnh nhất thì mới xử được cái bọn mất dạy này. Cái đái thật. Vâng sự thiên liêng. Chuẩn bị chi chiến. 胜利近在咫尺。你 không có kỵ mấy cái thằng ném phi tiêu này láo thật. 敌方部队四散逃窜。Đánh vào cái chỗ Vĩnh Sương này rất là khó chịu. Đường thì hiểm trở. Quân mà không phải là đạo quân mạnh thì rất dễ bị trừ sĩ khí, chạy loạn lên. Chó mạnh. Sĩ sầu chín chi ở此, ý chỉnh xiao yếu. Chém. Rằng thăm sử đã thỉ miễn ý. Trương Phi cũng level 6 rồi. Nhưng mà chưa có kỵ sĩ nên cứ tạm thế. Sử phong nộ hỏa ba. Tôi đặng tín niệm như ý, đây chính là thượng thiên đặc ân. Định chấu trọng trị. Tuyệt không lưu tình. Chuẩn bị xu yến. Chưa tới được nơi kìa. Fuck.
Đây rồi, cứu đây là chúng ta có đơn vị cùng nỏ hàng xịn, nỏ cấm vệ quân. Chuyển hết sang cấm vệ quân đánh nhau với mấy con chó này. Ra cao lượng mà cầm cấm vệ quân thì thôi rồi. Thôi rồi lượng ơi. Chuyển hết sang cấm vệ quân nỏ cho anh.有何吩咐？大人，悉听尊便。心怀智略，bây giờ tôi đang tính kiểu trao trả đất cho thằng Đông Ngô để chia đất cho nó. Thứ nhất, chúng ta sẽ trao trả đất cho nó một khoảng như này. Thuần vu hoạch là thằng đích nào. Thằng này chịu à. Tôi sẽ thảo một phần, tự xí xiang xiang. Nhi hồi vì tử đồng ưu xin hậu hủy đó. Chị nhiếp đánh nó. Chính chinh, bạn ơi. Nhi chỉ quản lại công. Tình cho nhi yếu chư vũ hủy. Hẳn cao xinh với nhi chạy miệng. Quánh nó này. Ăn bảo Hoàng tổ. Bia lại vũ yang à. Ơ, ngoại gia được Hoàng tổ này. Nhi wo yi đã thành công sĩ. Tuyên chiến mộc lập. Tôi hãy yi wei ni sĩ lạ. Hơ chun chinh chỉ. Nà chú quay đi ba. 无礼至极 请进, 朋友 Ngụy Quốc là đánh nhau. Quốc là nhau Mã Đằng.
thắng. Sắp diệt xong cái thằng mất dạy này rồi. Diêm thạch tín sẽ đánh dưới này. Mình cho Tào Tháo Tàm Dương nhỉ. Không biết bọn nó đánh nhau không nhỉ? Chả thấy bọn nó đánh nhau mình nhỉ. Trên này nó thú vị một tí. Cho thằng này khu vực này Tầm Dương này. Hợp phì. Kệ mẹ. Cho mất công đánh. Cứ đợi xem diệt xong Đông Ngô mà thằng Tào Tháo vẫn không đánh thì mình tự tuyên chiến thôi. Qua lượt. Phiền mẫn. Ngày xưa ra các lựa bạc chiếm Hán Trung mà đứng từ trên cao quan sát, có lẽ ở chỗ đứng ở chỗ ngọn mấy ngọn núi này. Chiến Hán Trung cái là chúng ta chiếm được ngọn núi này vào điều quân phía dưới nó dễ nhìn được thấy hết. Được một con giáo xịn này. Level 6. Saya! Nụ hậu ba! Đa y giang lĩnh. Mô gắn bụ thống. Toàn cấm vệ quân thì các em đỡ kiểu gì. Đỡ bằng mắt. Lưu Bị di chuyển lên Hán Trung. Chỗ này đi. Này là lụa đúng không? Phải chợ rồi lựu quán. Rồi trang trại. Áp tiết thành đến cấp 10. Rồi chiếm nốt cái khu vực dưới này. Bảo trì nguyên yếu. Bình立一战，我的事迹四海传扬。他们与我为敌，必须严惩不贷。不取，必受其咎。斩尽杀绝。 Rồi, đoạn này đây là có thể bỏ đi. Thính hậu nín đã chỉ huy. Tham kiến đại nhân. Mạnh Hoạch chỉ còn đúng một đại thôi. Không phải, không phải, không đáng lo. Đại quan Vũ
tiến đánh Thuần Vu Hoạch. Tiến dũng phân trận. Dọn dẹp miền Nam. Hai thằng này vẫn chưa đánh nhau nhỉ? Không thể kích bọn nó đánh nhau nhỉ? Thằng nào cũng ngồi đợi đợi. Tầm lực của mình thì nói chung cả hai thằng quậy chơi luôn cả hai thằng ấy chứ. Sa thải đọc kia đã. Từ sau. Đấy, bọn nó sẽ tự đâm đầu vào đây nó chết. Ui, âm mưu thực luôn đó. Tăng thuế lên. Tăng lên một nấc. Hán đế. Cho Hán đế làm việc tiếp. Đâu à? Nên đánh Phù Lăng. Tiến vào Uất Lâm. Sưng sơ. Đại nhân, có hề phân phụ. Đại nhân đạo thị, hồng bị sinh huy.
Mã đang như là bị thằng Tà Tháo đánh cho không ngóc đầu lên được. Hai thằng này nó không dám đánh mình. Chắc lực của mình mạnh quá. Nếu thế mới có thể tránh được sự xung đột. Thật sự cổ vũ nhân tâm. Đấy, nó sẽ tự chết rồi. Ba ca tiền dù. Sau chúng ta đẻ, chúng ta toàn là đẻ cấm vệ quân. Tất cả đều sẽ là cấm vệ quân hết. Thảo phạt nghịch tặc. Tiến chi. Tôi đã chu trung quy lại. Xong bọn cung đúng không? Bây giờ hướng xuống dưới này. Bọn này lương thực có vẻ hơi thiếu, nhưng mà áp nhánh Thanh Long quân thì sẽ nhiều lại thôi. Quân Vu Hoạch này. Mẫu bài trận bù đại, uy minh kiên truyền. Liên kết phong công. Tiến đánh Mộc Lộc. Thiên hạ thăng sinh. Một đạo quân siêu tinh nhuệ này. Lưu Bị đứng đấy. Có mạnh tướng Triệu Vân ở đây. Đao khuyển với cái gì? Hỗn nghìn thì mình không có cái đấy, mình có thể... À, cũng đeo có đao khuyển đây. Thằng Đông Ngô không đánh nhau với thằng kia nhỉ? Bọn nó dình nhau vãi đái. Mình dẹp sắp xong Vân Nam rồi. Mình bọn nó vẫn chơi nhau.
Mẹ nó lì thật, còn một thằng nữa. Âm tiếp lương thực. Tăng thuế lên. À, đánh nhau rồi, nhau rồi, nhau rồi. Đánh nhau rồi. Trần Vũ Nhi có gì hảo nói đó? Để thằng Đông Ngô với thằng Tào Tháo đánh nhau xem nào. Nếu thế thì mình sẽ búp cho thằng Tào Tháo cho nó mạnh lên. Mình sẽ cho nó phì. Mình sẽ cho nó hợp phì. Cho luôn, không cần phải cống nạp gì hết. Như vậy, chúng ta sẽ tiến thẳng tới Tiền Trấn. Cho tiếp, cho hết hợp phì luôn. Thu huyện. Tầm Dương. Chẳng cần có tư phạm. Sự này cao minh chứ chứ. Mẹ quánh nhau tất là nhà đi. Phân yêu. Trương Mãnh. Chuẩn lắm. Cho thằng Trương Mãnh tham gia quân thần của mình. Viên Hy. Viên Hy sắp quẳng rồi. Ngô Cảnh ở chỗ nào? Cảnh. Đấy. Hướng tiến tiến quân. Quan Vũ tiến đánh Trương Mãnh ở đây. Thuật Vũ Hoạch. Tử hình vô thân, thiên san cải quá. Vương sư cũng cần sửa chữa. Tọa Sơn Quan Hổ đấu. Ngồi xem hai con hai thằng kia đánh nhau. Cái này chính chắc không nên xây cái này đâu. Bỏ đi. Xây thật này, xây... xây cái gì cũng được. Không còn quan trọng nữa. Trà quán này xây cái miếu công tử ở đây đi. Giao chỉ Hoan nghênh, bạn hữu. Cho nó hai mảnh đất ở giao chỉ. Uyên hồn. Đây là ni wo you yi de xiang zheng. Bie lai wu yang. Thái thú giao chỉ. Đó. Làm ra thú giao chỉ. Trừ hầu trung thành.
Qua lượt. Ngụy Ngô đánh nhau. Mạnh hoạch diệt vong. Âm lương thực cơ. Kỳ linh tào sản. Lương thực không cung cấp đủ luôn cơ. Tiến đánh Mộc Lộc. Bọn Nam Man cuối cùng. Chơi. Tôi mong muốn quân đội của tôi phải là cấm vệ quân hết, xong rồi tôi mới mang đi thảo phạt bọn mất dạy này.
加快脚步，准备开战，快跑，集合，顽强不屈。做好准备，给我射，给我射击，注意，赶快，加快步伐，前进。尔等勇气可嘉，但难免一死。我当对手是员猛将，未曾想是饶舌聒噪之辈。准备放箭！哎呦，棍棍chả làm gì mà cứ bị mệt hoài đấy. Cái búp này nó có giảm thể lực đâu nhỉ? 总是拼尽全力，也不过一死。听你恶语相加，定是恼羞成怒。时机已至，听我指挥，请命，准备。挺住，加快步伐，做好准备。赶快，全天卫军！不过如此，就凭这也想吓唬我？加快步伐，赶快，鼓起勇气，速速前进，时机已至。抓紧，弓弩准备就绪。哈，một lục cưỡi con voi trắng kìa. 友军正在遭受攻击。bắn trúng được thằng một lục. 前天卫军。Chém chết thằng Mộc Lộc đi. Cấm vệ quân bắn thì rát lắm. Chết mẹ là Ma Siêu với quảng à. Vũ khí dũng khí. Ha, 敌军士兵正在溃逃，敌将无一在我之上，或许我该撤了。Mạnh tướng Mã Siêu lại oẳng trước thằng đột cốt này à? Oh shit. 还是脱身为妙，动作快点，别来无恙啊，你这懦夫。杀，停住，快快快，加快速度，加速前进，加快脚步，
快跑！鼓起勇气。准备开战，杀光敌军。时机已至，不要留情，做好准备。准备就绪。顽强不屈，片甲不留。注意，准备好了，准备弩箭。Mẹ thằng này đánh lâu đấy. Chết cụ mà đi này. Chuẩn bị chung suy. Cảm quan. Đéo giao đấu với bọn này cơ. Giao đấu mẹ. Con chết tướng mình thôi. Chó mọc lộc rồi giết. Mẹ nó rộng một phát chết bao nhiêu lính của mình ạ. Giết nó đi Ngụy Diên. Chuẩn bị chiêu suy. Chết cụ đi. Lên giết tướng à. Giết bọn nó.
速速前进。时机已至，杀光敌军。听命，不要留情。射，鼓起勇气。手段也来献丑。哈，敌将已被我军斩了。好，就绪，对了，这些的变甲不留，进攻杀，直接把他斩了。Chính ra cái địa hình của bọn Nam Man này hiểm trở và đái. Chuẩn bị chủ trì, tiến hành tự sát. Chú ý, tay à. Xông lên. Bọn kỵ của Khương tộc này nó miễn nhiễm với mệt mỏi, nên lúc nào trong trận chiến nó cũng phi vào hết mình luôn. Lên anh em. Tiếp vào đây. Chinh phục Nam Man mệt thật. Mộc Lộc tới tận 500 mạng của mình, con voi của nó cũng đạn húc ở đoạn ở chỗ dưới cổng đau ấy nhỉ. Đa y giang lĩnh, mo gan bu cong. Khổ, mình lấy được voi của nó này. Rằng tham ơn sử đất thị miễn ý chế. Chưa mộ được một đột cốt à? Chưa mộ. Chính tôi mệnh lệnh.
新生，茁壮成长。Mộc Lộc bị diệt. Ở đây có cưỡi được voi không? Ồ, cưỡi được voi luôn này. Hợp lý nhỉ. Để cứ từ từ. Cốt. Tạo của quan vũ. Đi sông lên đây. Qua lượt đã xong bọn Nam Man, diệt nốt thằng Thuần Vu Quỳnh, quan sát phương Bắc cuộc chiến giữa Đông Ngô và Tào Ngụy. Diệt. Mình thôn tính luôn cái chỗ này đi. Cho nó khỏi. Giữa giữa bản đồ là lòi ra một cái thằng hoàng tổ này. Chỉ có vững cố phát triển, nhân dân mới hội giao khẩu chêng tán. Khá ổn. Tào Tháo vẫn đang đánh với Đông Ngô. Nó chiếm được chỗ này rồi. Uyển Thành, Uyển Lăng. Đó. Tuần sau chúng ta sẽ đẻ thêm quân ở các vùng biên giới, xem cuộc chiến giữa Tào Tháo và Đông Ngô như nào. Thực chất thì chúng ta có thể đánh tan bọn nó thôi, nhưng mà xem bọn nó đánh nhau như nào. End game sớm quá thì nó cũng bị hơi buồn. Đây, Ngô Quốc cát này cho chết cụ được Ngô Quốc đi. Những công trình nông nghiệp. Làm thọt lương thực. Hết lương thực.
爱你。Lần sau là đầy lương thực áp thành tiếp. Mã Đằng vẫn đang đánh nhau với Tào Tháo. Đấy, Mã Đằng sẽ chiếm lại mấy cái khu này thôi. Thực lên 44k rồi. Và tập này chúng ta sẽ dừng ở đây. Thật ra thì tập này series này chúng ta hoàn toàn có thể end được rồi, bởi vì hoàn toàn là bọn này, hai thằng này không phải đối thủ. Tôi muốn hai thằng này đánh nhau để xem bọn nó nuốt lẫn nhau, rồi chúng ta sẽ đánh thằng cuối cùng. Và chúng ta thời điểm bây giờ chúng ta sẽ xây nhà, xây cửa, áp tiền lên, rồi chúng ta sẽ xây một loạt các đạo quân ở những cái vị trí chốt chặn. Và toàn là hoàn toàn là sẽ là toàn là cấm viện quân, mang quân triều đình gọi là thảo phạt toàn bộ lũ mất dạy này. Chúng ta còn rất nhiều nghiên cứu nữa, chúng ta đã có cấm vệ quân ở Vũ Lâm quân kỳ môn cấp quân rồi này, có nỏ cấm vệ quân rồi này, chúng ta còn thiếu kỵ đỏ Vũ Lâm quân thương kỵ này, kiếm khiên thì chúng ta có hổ bôn đao vệ rồi này. Chúng ta còn thiếu mỗi hai loại kỵ thôi. Kỵ này với cả kỵ vàng Vũ Lâm quân, Vũ Lâm kỵ. Cố gắng khi bọn nó thu tính nhau xong là chúng ta có được hai cái này, là chúng ta đồng mang quân đi đánh bọn nó. Hợp lý vậy đấy. Bây giờ một trong hai thằng này phải nút lẫn nhau thì bọn nó mới gọi là cân với mình được. Mình đi quất bọn nó rồi. Rồi. Nếu anh em xem hay thì hãy bấm nút subscribe chuông ủng hộ mình. Hẹn anh em ở những tập tiếp theo trong series Lưu Bị, Hộ Gia Thế Tử, Chủ Hương Ngân Thất. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.